diễn biến thất thường của mùa mưa bão, huyện Hòa Vang đã chủ động di dời dân, những khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Hiện địa phương đã tổ chức xong công tác di dời khẩn cấp 146 hộ với 533 khẩu khu vực nguy cơ sạt lở về nơi trú tránh an toàn. Theo đó, xã Hòa Phú có 41 hộ với 168 khẩu, Hòa Bắc 48 hộ với 182 khẩu, Hòa Liên 17 hộ với 54 khẩu và Hòa Sơn 40 hộ với 129 khẩu. Hầu hết các hộ nằm trong diện di dời khẩn cấp được đưa đến những nơi có địa hình bằng phẳng, cơ sở vật chất đảm bảo, được địa phương cung ứng đầy đủ nguồn lương thực, thực phẩm. Đặc biệt, trước khi đưa các hộ dân di dời khẩn cấp về các địa điểm kể trên, ngành y tế Hòa Vang đã tổ chức test nhanh COVID-19 cho 100% người dân. Tới đây thì em là xuống này ở thì cảm thấy là rất là an tâm. Nói chung là ăn uống thì được xã cán bộ đồ lo lắng đầy đủ, nước non tất cả mọi thứ đầy đủ. Em xuống đây cảm thấy là rất là hài lòng. Nguyện vọng của 28 hộ dân là mong là các cấp lãnh đạo, các chính quyền là bố trí một nơi nào đó để cho người dân họ không ở, để cho an toàn, không có chạy và đi chạy lại rất chi là khó khăn cho bà con. Là địa phương có đồng bằng trung du xen lẫn miền núi nên Hòa Vang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mỗi khi đến mùa mưa bão, đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân. Thiết nghĩ việc xây dựng các khu tái định cư để cho người dân an cư lạc nghiệp là cần thiết, đáp ứng niềm mong mỏi của đông đảo bà con trong thời điểm hiện nay.